Xin chào hai bạn. Xin chào các bạn. Chúng tôi là anh em nhà họ Giang. Chúng tôi đến từ Việt Nam. Ok, vậy hai người là anh em ruột à? Vâng, chúng tôi là anh em ruột. Ở nước bạn có chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam không? Có, chúng tôi có chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam. Tham gia chương trình đó chưa? Chúng tôi chưa. Chúng tôi tham gia show này vì đây là show truyền hình lớn nhất thế giới. Và chúng tôi cũng muốn được biểu diễn cho Hoàng gia anh xem. Giờ thì sân khấu này là của các bạn. Mời các bạn biểu diễn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Màn biểu diễn này sẽ thú vị lắm đây.
available in the final. The judges will decide who gets it. As ever, one vote each. In the event of a tie, we go back to the result of the public vote. Trước khi công bố bình chọn của khán giả, chúng tôi muốn nghe ý kiến đầu tiên từ Simon. Chờ một chút. Tôi muốn nói điều này. Màn biểu diễn của các bạn đều rất tuyệt vời. Mickey, màn biểu diễn của bạn tối nay rất tốt. Bạn xứng đáng giành chiến thắng tối nay. Tôi hoàn toàn bị chinh phục với màn biểu diễn đó. Thực sự là như vậy. Tôi đang thực sự rất hứng khởi. Vì chương trình này luôn kỳ vọng tìm ra được những ngôi sao. Và không có gì khiến tôi vui mừng hơn điều đó. Tôi cũng thật sự vui mừng với việc hai anh em bạn đã vào đến vòng này. Giờ đến việc khó nhất là đưa ra quyết định cuối cùng. Giờ thì tôi sẽ chọn người mà tôi thực sự tin là đã có màn biểu diễn xuất sắc hơn tối nay, điều mà sau này hướng tới. Và tôi phải, trời ạ. Mandy, tôi rất tiếc bạn phải ra về. Amanda, bạn muốn gặp lại ai trong show vào chủ nhật này? Tôi yêu tất cả hai màn biểu diễn, nhưng tôi luôn là fan của Mandy nên tôi chọn Mandy. Mỗi bên có một phiếu. Alisa, bạn muốn xem ai biểu diễn vào chủ nhật này? Không ai thắng ai cả. Cả hai màn trình diễn đều quá tuyệt vời. Nhưng màn trình diễn của anh em ra cực kỳ xuất sắc nên tôi chọn hai anh em họ. Hai phiếu cho anh em Giang. David, giờ thì bạn là người quyết định. Nghe này, tôi không thể so sánh màn trình diễn của họ. Hãy để khán giả quyết định. Nghĩa là bạn chọn Mandy. Hãy để khán giả quyết định. Vâng, chúng ta xem bình chọn của khán giả thế nào. Giờ thì tôi có thể công bố màn trình diễn có lượng bình chọn cao nhất đi tiếp vào vòng chung kết. Đó là anh em nhà họ Giang. Chúc mừng hai bạn. Hai bạn có muốn chia sẻ điều gì với khán giả Anh Quốc không? Vâng, chúng tôi rất vui. Ngay lúc này, tôi rất xúc động. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới chương trình đã cho anh em tôi cơ hội mang đến niềm tự hào cho người Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Các bạn đã có kế hoạch làm điều gì rất đặc biệt trong đêm chung kết phải không? Trong đêm chung kết, chúng tôi sẽ có màn trình diễn cực kỳ mạo hiểm. Tôi nghĩ là các bạn sẽ không bao giờ tin vào những gì mà chúng tôi có thể làm. Chúc mừng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật này.
probably should just tell you that that chờ khi hai anh em nhảy xuống đây rồi, tôi có thể tiết lộ với các bạn rằng đây là lần đầu tiên họ biểu diễn tiết mục này mà không đeo thiết bị bảo hộ an toàn. Chào mừng bạn quay trở lại với đêm chung kết của Britain's Got Talent 2018. Trước khi đến phần công bố kết quả, xin mời các thí sinh tài năng của đêm chung kết ra sân khấu. Họ là Jack and Tim, Robert White, Callum Courtney, Zhang Brothers, Be Positive, Lost Voice Guy, Griffith the Win, Mickey P. Kerr, Dodgers Day. Chúng tôi nhận được 2,5 triệu bình chọn từ khán giả đã được kiểm đếm và xác thực. Giờ đã đến lúc công bố kết quả. Đầu tiên, chúng ta sẽ công bố kết quả của top 3 màn biểu diễn xuất sắc nhất do khán giả bình chọn. First, we're looking for our top 3 acts as voted for by you at home. So, in no particular order. Theo đó, kết quả này không theo một thứ tự xếp hạng nào. Mickey P. Kerr. You. Bạn không nằm trong top 3. DJ Gia Linh. Các bạn. Không nằm trong top 3. Jack và Tim. Hai bạn. Không nằm trong top 3. Anh em nhà họ Giang. Hai bạn. Không nằm trong top 3. Bạn có thể nghe tiếng la ó của khán giả xem trực tiếp vào hội trường như khán giả cũng đồng tình với kết quả bình chọn vừa công bố.